Chào các bạn nhé. Thì hồi nãy mình có lên một cái clip ngắn giao bán cặp iPhone XS 64GB quốc tế mã Mỹ chuẩn zin nguyên bản nhà sản xuất. Thì rất là nhiều bạn mình nghĩ là đôi khi mình làm ở clip ngắn đó mình không có quay được hết ngoại hình, một số bạn đôi khi còn lăn tăn. Thì trong hai máy đó thì nhanh như chớp đã có một bạn đang chuẩn bị chuyển khoản qua để đặt mua một cái màu gold rồi. Thì ở đây còn cái màu đen, mình nhân tiện mình quay lên luôn chi tiết để cho một số bạn, một số anh chị còn đang lăn tăn băn khoăn để xem chi tiết, để giải đáp cái thắc mắc, cái khúc mắc xem là cái giá XS của mình chỉ ngang bằng với lại nhỉnh hơn 8 lút một tí, và thậm chí chỉ bằng với lại iPhone X thôi. Đấy, nói không sai, bây giờ các bạn đi mua một cái iPhone X thực tế nếu như hàng đẹp chuẩn zin thì cũng phải có giá xấp xỉ là 7 triệu rồi nhá. Tuy nhiên con XS màu đen ở đây mình chỉ bán với giá 6 triệu 990, thì mình nghĩ là đôi khi hết rồi còn chả có để mà mua nữa, đúng không? Bạn nào mua chậm còn chả có để mua nữa, chứ có việc gì phải lăn tăn. Và đây bây giờ là chi tiết cái cấu hình của em nó đây. Đấy, máy rất là keng, mình quay theo kiểu slow motion luôn để cho bạn xem các góc cạnh. Đấy, chỉ có bụi bặm một tí thôi, bẩn một tí thôi, chứ còn ngoài ra không cấn móp, không chảy xước gì hết. Cái sản phẩm này đạt tiêu chuẩn là từ 99% đến keng. Đấy, dính bẩn thôi là do lý do là mình cũng chả thèm làm hàng, chả cần vệ sinh luôn. Lúc nào các bạn đặt rồi gửi bên mình, mới lúc mà gửi hàng đi thì mới nhân tiện thì mới vệ sinh sạch sẽ luôn cho các bạn thôi. Đấy, còn về đây là mình quay luôn. Ok. Đấy, các bạn thấy máy đẹp chưa? Và cái sản phẩm này mình bảo hành lên đến 6 tháng, và thậm chí là cam kết là hàng quốc tế đến trọn đời máy. Thế thì các bạn phải nghĩ cái gì nữa nào? Chả nhẽ lại mang 7 triệu đi mua một con iPhone X thay vì đây là một con XS zin, không mua, đúng không? Đấy, mà mình nói thẳng với các bạn không tin, cứ so sánh một con hàng đẹp iPhone X bây giờ, hàng đẹp và chuẩn quốc tế rồi phải xấp xỉ 7 triệu nhá. Không bao giờ có cái giá bèo. Giá bèo là các bạn chỉ biết là máy nó rất là bèo. Còn đây là mình bán theo cái dạng để cho các bạn mạnh dạn đăng ký kênh của mình để theo dõi, để hốt những cái kèo thơm như mít như thế này. Đấy, chính vì cái vấn đề mà mình muốn muốn mong muốn rằng các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình đấy. Đó là mình sẽ tung ra những cái kèo thơm như thế này, và nó không thường xuyên. Đấy, thỉnh thoảng trong vòng một tuần 10 ngày thì có một vài con kèo thơm như thế thôi, chứ còn nếu mà ngày nào cũng bán cái kiểu này thì nói thẳng ra mình cũng sập hầm sớm, đúng không? Đấy, chia sẻ thật tình thật lòng thế. Và bên mình nói sao bán vậy, chứ không phải là bán hàng tầm bậy. Đấy, như con này là full zin mọi chức năng, chuẩn máy quốc tế, cam kết zin, cam kết full mọi chức năng và cam kết chuẩn máy quốc tế đến trọn đời máy. Bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng, con này 64GB mã Mỹ nhá. Ngon lành cành đào. Đấy, chuẩn chỉ. Face ID đầy đủ nhá. Các bạn không cần thiết phải gọi điện có full hay không, có Face ID hay không. Ở đây bán là full zin mọi chức năng. Đấy. Ngon lành cành đào, chứ không có chơi theo cái kiểu lành chành bồn vớ vẩn. Đấy, cho nên là không cần phải nghĩ. 6 triệu 990 nghìn. Giá máy trần không có bao gồm sạc và phụ kiện nhá. Đây, con này bỏ sang đây để review những cái khác. Ok, rồi tiếp theo đến một con máy đậm chất luôn. Đối với một con máy này thì mình nói thẳng ra các bạn không cần phải so sánh, và đích cần phải mua máy lốc làm gì cả. Cứ hàng quốc tế mà nện, giá rẻ như thế này thì cứ quốc tế mà nện. iPhone 6S nha, màu hồng. Máy có ngoại hình đẹp chuẩn. Pin thay. Con này chỉ có là 1 triệu 9 năm chục thôi. Mình thấy chúng nó bán những cái máy lốc 6S nó đã bán khoảng 1 triệu 8, 1 triệu 9 rồi. Đấy thì bây giờ các bạn dại gì đi mua máy lốc? Tại sao mua một con máy quốc tế? Đây, màn hình đều luôn, đều màu luôn, không có một tì vết, không một cái gì hết, zin nguyên, máy màu hồng đẹp. Và thậm chí nếu như các bạn có đánh chết mình đi chăng nữa, mình không còn một cái thứ hai để bán, có đúng một cái này thôi. Cho nên là gọi điện đến đừng cần phải nhấn mạnh cái câu là gửi đúng máy anh nhớ, có máy khác đâu mà gửi, đúng không? Ok, đây pin 100%, pin thay 6S bây giờ thì pin thay 100 nhá, đừng đòi pin zin. Con này thì ngoại hình khá là ổn áp luôn, đẹp, mã Mỹ luôn, 16GB nhá. Nghe gọi chọi các kiểu ngon lành và thậm chí là rất ok luôn. Đấy, máy rất đẹp đây, các bạn thấy này.
viền cạnh không hề có một vết chảy xước nào hết. Hàng này mua để sưu tập còn được. Đấy. Mình còn không thèm kiểm tra, không khéo con này là pin zin luôn thì bỏ mẹ nhau ấy chứ. Nhưng mà chắc là pin thay thôi. Nói chơi cho vui thế thôi. Chứ hàng này sản xuất 7 hay 8 năm rồi. Đấy. Thế thôi nhá. Lại còn được bảo hành 6 tháng, xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đôi khi đi sửa một cái iPhone cũng mất tiền triệu rồi. Còn không thì 5 700 các bạn ha. Xài máy lâu năm rồi có kinh nghiệm thấy con này chắc chộp ngay. 1 triệu 950 màu hồng. Nhớ là mình báo giá chỉ có máy trần thôi nhá, đừng hoạnh hoẹ mình về vấn đề có sạc hay không có sạc. Bạn nào ở nhà chưa có sạc thì chúng ta cứ xác định là mua thêm bộ sạc. Bên mình có bán những cái bộ sạc rất tốt kèm theo những cái máy đấy. Rồi tiếp theo nữa là một con hàng mình nghĩ cũng rẻ, nhưng con này không được keng, con này chỉ 99%, nó không được keng như cái con 6S vừa xong nhá. Con này thì giá là 2 triệu 7 thôi. Các bạn nhìn này thì cũng biết rồi, iPhone 7 nhá. iPhone 7 và tình trạng là 32GB màu hồng. Lưng sau có lặng nhặng do dùng ốp này, được đánh giá vào khoảng 98,5% nha. Viền cạnh thì không cấn móp đâu, không xấu. Nó chỉ lăm nhăm rất là nhẹ thôi. Nhìn vào vô tình nếu mà các bạn dán thêm cái keo trong vào hay là cái keo 5D, 3D gì ấy thì lại rất là đẹp nhá. Đấy, rất đẹp luôn, không 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 tệ, không cấn móp gì hết. Nhưng con này pin chưa thay là 2 triệu 7, còn bạn nào muốn bên mình thay pin cho các bạn luôn thì mình sẽ thay pin và tính thêm 200 nghìn nữa nhá. Còn trường hợp các bạn muốn mua về tự thay để mở ra bên trong xem men các thứ có zin hay không, các bạn cứ việc. Con này thì cam kết men zin, màn zin, vỏ zin các kiểu đầy đủ ngon lành luôn, cũng bảo hành cho bạn 6 tháng và cam kết là hàng quốc tế đến trọn đời máy. Đấy, rất là yên tâm. Và không phải là những con máy này và tất cả sản phẩm là iPhone mình bán ra đều cam kết là hàng chuẩn quốc tế. Từ xưa nay shop Nhật Nam chưa bao giờ biết bán hàng lốc các bạn nhé, chưa bao giờ biết bán hàng lốc. Hàng lốc rẻ rẻ thật ấy, nhưng nhiều vấn đề về sau lắm, tiền mất tật mang đấy các bạn. Rồi tiếp theo là iPhone 11 Pro Max. Ở đây hôm nay còn hai màu, màu đen lịch lãm và màu gold sang chảnh. Thì màu đen lịch lãm này của mình cũng là hàng đẹp keng như mới nhá, đẹp không tì vết luôn. Đấy các bạn nhìn này, nó khá đẹp này. Quay kỹ cho bạn xem cho mãn nhãn trước khi mua. Đương nhiên rồi, keng là một chuyện, nhưng đôi khi máy cũ vẫn phải có một tí gì đó hay là lông mèo nhẹ, thì đó là cái vấn đề các bạn mua máy cũ thì chúng ta phải hiểu nha. Hàng keng chứ không gọi là hàng mới được. Đấy. Thì con này là 64GB máy mã Mỹ, hàng 3 cam này thì khỏi phải chê rồi. Nói chung xài rất là chất và hàng này sản xuất gần thì cũng không cần phải nghĩ. iPhone các bạn thấy đấy, như nãy mình mới giới thiệu con 6S nó sản xuất tới 7 8 năm rồi. Dùng vẫn mượt mà ngon lành như thế thì cái con này thì không cần lăn tăn. Đấy, không cần lăn tăn. Từ A đến Z, từ pin cho đến máy xài rất là ngon, và thậm chí dòng này pin trâu rồi. Đến dòng này là pin rất trâu, màn hình 6 in rưỡi các bạn nhé. Cam kết là hàng chuẩn zin quốc tế, mã Mỹ 64GB, giá bán là 15 triệu 500. Đấy, giá bên mình là luôn luôn đánh giá đúng cái chất lượng, bởi vì con này hàng keng. Chứ còn nếu mà hàng 99 thì bữa nay nó giá chỉ hơn 14 triệu một tí thôi. Hoặc là thậm chí là hàng phẩy nhỡ nó chỉ có 13 triệu mấy cho đến 14 triệu thôi. Đầy mà mình không làm. Đấy. Vàng thau lẫn lộn. Rồi tiếp theo là màu gold. Màu gold thì hôm nay mình giảm giá màu gold 200. Giảm giá màu gold 200 nhé, bán 15 triệu 800. Bình thường mình đang bán màu gold này tới 16 triệu. Đấy, zin nguyên bản đẹp keng các bạn nhé. 15 triệu 800. Đấy, giảm giá cho anh em vui chứ hết giá rồi. Đấy, máy rất đẹp như máy mới luôn. Chuẩn chỉ. Cam kết là hàng quốc tế và chế độ bảo hành dài lê thê. Bảo hành tới 6 tháng mà hàng iPhone hay là hàng cũ thì các bạn biết rồi. Hàng mới người ta mới bảo hành có 1 năm thôi, mà mình hàng cũ mình bảo hành tới 6 tháng, bạn khá yên tâm nhé. Mà hàng mới người ta chỉ một đổi một trong vòng 1 tháng đầu thôi. Đấy, còn về sau là bảo hành hết chứ không có một đổi một. Còn bên mình đây mình xin nhấn mạnh lại là mình một đổi một trong vòng 6 tháng các bạn luôn. Rồi tiếp theo là con 12 Pro Max. Thì 12 Pro Max này thì khá là đỉnh, màn hình to hơn 11 Pro Max và camera cũng to hơn. Đây các bạn nhìn thấy rõ ràng thì nó dài hơn nhá. Dài hơn là lý do màn hình của nó 6 in 7 và camera các bạn cũng thấy này. To hơn. Đấy, to hơn thì chắc chắn rồi, chụp chạch thì ngon hơn. Chuẩn rồi. Con này tình trạng là zin nguyên bản nhà sản xuất 128GB máy màu xanh. Máy có ngoại hình đẹp như mới, này thì khá mới ha. Không cần phải lăn tăn. Đấy. Mã Mỹ nha. 5G ngon lành cành đào. Ba camera sau to vất vã.
iPhone 12 Pro Max nha các bạn, 128GB mã Mỹ nha, chuẩn máy quốc tế bảo hành 6 tháng, giá bán là 23 triệu 500 nghìn. Tất cả sản phẩm mình báo giá máy trần, bạn nào chưa có sạc thì mua thêm, có rồi khỏi mua các bạn nhé. Rồi tiếp theo là một con XS 256GB, iPhone XS 256GB, giá bán là 8 triệu 700 nghìn, mình giảm 100 nghìn nhé, tình trạng zin nguyên bản nhà sản xuất, 256GB mã Mỹ, cam kết nguyên zin, bao xài ngon lành thành đào, bảo hành 6 tháng một đổi một, khá yên tâm rồi. Con này màn hình 5 inch 8 nha, size nhỏ vừa tay, máy khá đẹp như máy mới luôn, đẹp keng. Các bạn lưu ý đây là phiên bản 256GB nha, chuẩn màu gold 8 triệu 700 nghìn, giá máy trần các bạn nhé. Rồi tiếp theo có một con hàng hôm nay cũng giảm giá dữ lắm, chỉ còn có 2 triệu 7 thôi, với một con hàng cấu hình khá là ok, vân tay vân chân đầy đủ, đó là con Blackberry Evon, RAM 4 bộ nhớ 64GB, cũng bảo hành các bạn xài 6 tháng cho yên tâm nhé. Nói chung là tất cả sản phẩm ở shop Nhật Nam bán ra, bao gồm cả sợi dây sạc hay những bộ sạc hay là tất tần tật những cái gì nếu là của shop Nhật Nam xuất ra bán cho khách hàng, đều bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng. Thì con máy này cũng thế, mình thấy khá đẹp, giao diện gần gần giống với lại dòng Nokia, nếu bạn nào xài dòng Nokia thì biết ha. Và cấu hình RAM 4 bộ nhớ 64GB thì cũng khá là ok. Sản phẩm này hơn thế nữa lại chính hãng, dùng được 2 SIM, máy bao chuẩn, bao zin, ngon lành, đầy đủ các ứng dụng, đầy đủ các tiện ích, xài rất là chất. Và cái hãng này thì cũng tương đối là ok, vì dòng này hình như là của Mỹ các bạn ạ. Đấy, nhưng ít bán ở thị trường Việt Nam nhé, có một cái thôi, bạn nào thích thì chúng ta chơi. Đấy, chúng ta chơi Blackberry Evon RAM 4 bộ nhớ 64GB, giá 2 triệu 7, cũng thấy hai camera sau và có vân tay, ngon lành, máy rất là liền lạc, gần giống với Nokia các bạn nhé, hàng chuẩn zin 99%. Rồi tiếp theo thì có một con Poco X3 phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon của Mỹ, con này là của Xiaomi, nổi tiếng với pin trâu, cấu hình khỏe, màn hình to vật vã, giải trí và game bọng đều cân được hết, thậm chí học online rất chất, pin hơn 5.000, nếu học online thì đảm bảo học đủ 4-5 tiết các bạn nhé, rất là ok đấy. Bây giờ các bé cấp 1 thậm chí còn học 2 buổi nữa, nên trang bị những con máy như thế này. Hôm nay giá cũng cực kỳ hấp dẫn. Phiên bản 64GB mình bán giá 3 triệu 9 và phiên bản 128GB mình bán giá là 4 triệu 2. Nói chung giá giảm, và mua những con máy này xài thì yên tâm ok, bởi vì nó là hàng chính hãng và nó còn nguyên zin nhà sản xuất. Hơn thế nữa, shop Việt Nam bảo hành tới 6 tháng, các bạn cứ yên tâm rồi. Poco X3 các bạn nhé. Tiếp theo thì có Samsung Galaxy A51 màu cam đây, có một con máy mới quá đẹp quá nhưng mà vẫn chưa bán được. Lý do chắc dạo này dịch nên là nhiều khách hàng rất là khó khăn. Đấy, tuy nhiên dịch nhưng mà lại xảy ra chiến tranh nữa, các bạn cũng thấy đấy. Vấn đề xăng dầu nó lên nên vấn đề vận chuyển hay là tất cả cái gì nó cũng lên giá. Nên thực tế là bên shop chỉ có giảm giá nhẹ nhẹ. Và mình cũng chưa hề tăng phí ship, mặc dù là bên các nhà vận chuyển bữa nay họ giao nhận rất là khó khăn đối với bên mình rồi. Xong rồi lại thu tiền nhiều nữa đấy. Thì con A51 này là hàng tồn kho, mới cứng, thanh lý mới cứng, các bạn thấy mới cứng này đấy, đẹp lắm, mới lắm, giá 4 triệu rưỡi các bạn nhé. RAM 6 bộ nhớ 128GB, màn hình là 6 inch rưỡi, chuẩn đẹp leng keng như xà beng, bởi vì nó là máy mới mà, 4 triệu rưỡi máy trần. Tiếp theo là A52, cũng gần như là một chiếc máy mới, dùng siêu lướt mới sạc có vài chục lần. A52 và là phiên bản 5G các bạn nhé, giá mới đang bán khoảng 11 triệu, thì giá của bên mình là 7 triệu 3, giá bên mình 7 triệu 3 máy trần các bạn nhé, tiết kiệm được mấy triệu trong lúc dịch giã này thì thôi, cứ tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy nha các bạn. Tiết kiệm để những lúc cần thiết đến thì cũng có vài 3 triệu xoay sở trong cuộc sống ha. 4 camera, pin con này pin trâu, pin 5.000, RAM 8 bộ nhớ 128. Rồi tiếp theo thì có con A71 lâu lắm rồi mới có hàng. Con này thì máy khá đẹp, thậm chí khách xài kỹ lên còn cả guarantee viền và miếng dán luôn. Đấy, miếng dán còn, guarantee viền còn. Máy khá đẹp,
chuẩn keng, lưng sau có dán nhé, lưng sau có dán keo trong luôn mà thấy còn rất là mới. Con này thì Samsung Galaxy A71, RAM 8, bộ nhớ 128GB, màn hình 6 in 7, chip Snapdragon 730, khá là ổn định và màn hình khá là to, zin nguyên bản nhà sản xuất nhé. Chính hãng Samsung dùng được hai sim rất là ok. A71 giá bán là 5,4 triệu, 5,4 triệu. Tiếp theo thì có Oppo Reno 4. Reno 4 này thì khá là chất, pin hơn 4.000 khá là trâu, cấu hình mỏng nhẹ gọn đẹp, ngoại hình chứ còn cấu hình thì cao, chip Snapdragon 720G 8 nhân, cũng như là camera 4 camera rất là chất, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Camera trước thì chuyên gia selfie rồi, hai camera đỉnh của chóp luôn nhá, giá chỉ có 4 triệu 6 thôi, nói chung phân khúc bình dân. Tiếp theo là iPhone 11, chính hãng VN, hàng 99%, màu đen zin nguyên bản nhà sản xuất, ngày hôm nay chỉ có giá bán là 11 triệu thôi, khá là hấp dẫn nhé. Con này là hàng chính hãng luôn chứ không phải là hàng quốc tế, chính hãng Việt Nam luôn. Đấy, máy khá là chuẩn và dòng 11 này thì các bạn biết rồi, pin khá là trâu nhá. Hai camera sau, có một máy duy nhất màu đen 11 triệu. Tiếp tục là Reno 4 màu xanh. Reno 4 màu xanh, máy cũng leng keng như xà beng, chuẩn chỉ, tươi xanh như nổi canh luôn. Giá 4 triệu 6 các bạn ha. Oppo Reno 4, RAM 8, bộ nhớ 128GB, chip chuyên game của Mỹ. Và cuối cùng ngày hôm nay thì giới thiệu đến các bạn một con V Smart của Việt Nam. V Smart Arid, máy mới luôn, chưa ai dùng. Tuy nhiên không có hộp đâu nhá, và mình bán giá máy trần này là 3 triệu 7. Máy mới keng xả beng luôn, chuẩn, con này pin trâu, pin 5.000 nhá. Cấu hình chuyên game, cấu hình khỏe, và 4 camera sau to vật vã, 3 triệu 700 nghìn. Rồi, bạn nào kết sản phẩm nào mình vừa review ở đây thì alo cho mình qua cái số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để đặt cọc mua hàng. Bạn nào xem mà chưa lựa chọn được máy thì like, chia sẻ ủng hộ cho mình, cũng như là đăng ký kênh. Nếu như chưa đăng ký thì đăng ký kênh để mình có động lực. Có nhiều người theo dõi thì đương nhiên động lực là để mà săn tìm những cái hàng rẻ mà chất lượng bán cho các bạn với chế độ bảo hành lâu nó được nhiều hơn và thường xuyên hơn, thì các bạn sẽ mua được nhiều hơn và chia sẻ đến người thân để mua ủng hộ cho mình. Còn bạn nào gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai á, thì có thể mua trực tiếp thì đến ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mình xin nhắc lại với các bạn là mình chỉ có duy nhất một shop ở đấy nhé. Tất cả những shop khác là không thuộc Di Động Nhật Nam, nên các bạn cẩn thận để nhầm lẫn với lại những nơi khác. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.